phân tích hình tượng nhân vật. Mời bạn có tên sau đây lên trả bài. Nguyễn Văn Minh. Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra vào ngày hai điểm, không thuộc bài. Về chỗ. Đưa tài liệu cho tôi. Trừ 5 điểm bài làm. Ông này keo lắm. Cho điểm thấp nè tài à. Ủa, vậy hả? Tặng hai con ngỗng miễn phí, khỏi mang tiếng kẹo nha. Em Minh, đặt cho tôi một câu có từ ăn quà vặt. I do. Cần phải cảnh cáo nghiêm khắc tội vô kỷ luật. Mời phụ huynh. Tôi xin bảo lãnh cho em. Tôi hứa em ấy sẽ không tái phạm lần nào nữa. À, hiểu rồi. Thầy tin em sẽ thành công nếu cố gắng và học hành chăm chỉ. Cố lên Minh. Sút. Vào. Thank you.